quay video. Chán vãi lồn nè. Chiều nha, cái ông nhớ bà nhá. Ấn cái nút này để gầm cao lên. Con này đánh thuế nó rơi vào tầm 4 tỷ. Con này là nhạc hoa. Chị Châu. Music music nha. Anh quay. Nhạc á. Cuộc của nhà hoa rồi. Vãi lồn. Đây. Nhạc này. Hoa đây. Chiều bà nhá, ông làm là Harley Davidson. Về Việt Nam đưa tầm hơn 3 tỷ. Nguyên Kiên 5 triệu tổng lại mình nhìn bộ ông xả biết gì. Ôi, nhìn cả bộ máy cả nhục. Bắt cả đu ga tinh nhờ. Thì mà như kiểu bộ cao bồi miền Tây mà bộ xăm xăm mà buộc cái tấm rẻ, tấm vải trên đầu ấy. Xì gà ấy. Mày mày à? Gần nhỏ. Quá gần luôn. 21. Anh nha. Người này còn to to đi hả? Ông này đâu rồi? Xe này cho phú thọc đi. Vậy ông này đâu rồi? Đi xe rượu đi chơi rồi. Anh ơi, mai xe này mà đỗ xong chắc phải chịu. Bố này. Bình xăng này bé, bình xăng của ông Văn Triều, ông 8 lít. Không, chứ là... Quay cái đéo thì mà quay trơn đấy. Còn bé. Mô tô tiền tỷ ra không quay. Lần đầu tiên là thấy. Mấy khi được tận mắt chứng kiến vậy. Mô tô siêu mô tô tiền tỷ nhập khẩu bên Mỹ về. Thương hiệu nó đâu nhỉ? Con này là Harley Davidson. Quá chất luôn. Thuế ô tô nó tô ngang cái chiếc ô tô con mini. Đây biển số sau này. Quay đéo thì quay mãi bị mẹ đập của mẹ điện thoại đến giờ. Chắc quá. Dịch vụ mẹ chụp con. Thiết kế cực chất. Nhập nguyên chiếc 2 tỷ 1 à, đánh thuế 120% rồi còn hơn 3 tỷ, 4 tỷ rồi đấy, kinh quá. Con này mà chất sơ thì mệt phết đấy. Ui, bọn anh quay máy. Siêu xe, siêu xe mô tô. Wow, quá chất. Đắt hơn Ducati. Phân màu của này. Con này phân khối rơi vào tầm bao nhiêu? 2.000. Tốc độ tăng tốc hết nắp kinh đấy. Bảo là ảnh 20.000 một lượt nhá. 200. Hoàng Anh là xe Hoàng Anh. 200 cây một giờ. Wow. Quá kinh. 100 cây số một giờ, tốc độ mắt đỉnh, kính chắn gió, thiết kế siêu thời thượng.